Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, đứng thứ hai về cung cấp ODA và du lịch, và đứng thứ ba về thương mại. Hai bên đang phấn đấu hợp tác kinh tế thương mại song phương đạt kim ngạch 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Tại Hội thảo Hợp tác Kinh doanh Hàn Quốc-Việt Nam, Văn phòng Hợp tác Xúc tiến Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc cho biết, hầu hết doanh nghiệp Hàn Quốc đều có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực. Trong đợt xúc tiến này, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia tập trung vào sản phẩm phụ tùng máy móc, nguyên vật liệu, phần mềm quản lý doanh nghiệp, công nghệ thông tin. Tại buổi giao thương, doanh nghiệp hai bên đã chia sẻ với nhau rõ hơn về sản phẩm, thông tin doanh nghiệp, từ đó chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội hợp tác đầu tư.